Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Ngồi đi. Không, thần thiếp không ngồi đâu. Tại sao vậy chứ, ngồi đi. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng ơi. Cái gì? Bọn thái giám nó cười thần thiếp. Chém, chém. Không phải đâu, bị gì thần thiếp quỳ mà ca hôn hoàng thượng cái kia. Nàng ngồi đi. Không, thần thiếp không ngồi đâu. Thần thiếp rất cảm ơn hoàng thượng đã phong chức tần cho hoàng thần thiếp. Nhưng mà thần thiếp muốn đi một cái am tự xa tít trên cái đỉnh núi tuyết á hoàng thượng. Để làm cái gì? Thần thiếp nghe nói cái am tự đó rất là linh thiêng. Ừ. Thần thiếp muốn là cầu an cho hoàng thượng. Rồi thần thiếp muốn giải nghiệp chướng cho mấy phi tần còn lại đó hoàng thượng. Nhưng mà nàng đi như vậy rồi ai sẽ hầu hạ trẫm? Cái đó thần thiếp đã an bài rồi. Rồi ở nhà thần thiếp gửi nhỏ em của thần thiếp bay về tới hoàng cung rồi hoàng thượng à. Vậy nàng đi liền đi. Giỡn thôi. Chứ nàng biết nàng là cái người mà ta sủng ái nhất cái cung này mà. Ai hoàng thượng cũng nói vậy chứ. Trời ơi, bao nhiêu là phi tần mỹ nữ, ta không nói như vậy loạn hết rồi sao? Thì vô giờ hoàng thượng cho em làm hoàng hậu đi hết loạn. Không có, cái này là bột miệng ai dựa hoàng thượng ơi. Một chút xíu nữa thần thiếp phải ra suối, thần thiếp gột rửa hết cái thân người này mới được đi đó hoàng thượng. Hoàng thượng được, ơi, ta sẽ cho người chuẩn bị cho nàng thật là kỹ để nàng lên đường đi tu. Dạ không không, đi cầu an thôi chứ vẫn về không có tu nha hoàng thượng nha. Dạ hoàng thượng. Triều Tân lại ta hoàng thượng thiếp chui vào trong lòng ta. Ôi hoàng thượng ơi. Không sao hoàng thượng ơi, gửi lại hoàng thượng thiếp đi. Triều Tân, Triều